Chiều ngày 5 tháng 1, huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào quân đội, công an được tổ chức chặt chẽ, có nề nếp, đồng bộ ở các cấp, các ngành, đảm bảo 100% chỉ tiêu, không có địa phương cấp xã trắng, không có loại trả. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng được tiến hành đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tích cực bám sát địa bàn, bám cơ sở, phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trường học và phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hội nghị cũng đã thông qua 7 nhiệm vụ, 9 giải pháp trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong năm 2023. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo trật tự xã hội trong mọi thời điểm, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức ra quân năm 2023 theo kế hoạch, đảm bảo đúng chỉ tiêu được giao. Dịp này đã có 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022 và 5 tập thể có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen.